Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả các bác quý anh chị toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Địa chỉ An Não Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Ngày hôm nay em có lên sóng báo giá cho bà con một mẫu xe 7 chỗ giá rẻ, giá vài chục triệu đồng thôi. Bà con sẽ sở hữu một mẫu xe đến từ thương hiệu Ý Fiat Doppler. Doppler đấy. Đời 2003, phiên bản số sàn. Tên tư nhân biển Thanh Hóa. Xe rất là đẹp, sơn xi căng đét, keo chỉ zin, không đâm va ngập nước. Sạch sẽ, đăng kiểm tháng 12 năm 2020 thì bên em sẽ bao đăng kiểm mới cho bà con với mức giá 68 triệu đồng. Bà con sẽ được một chiếc xe đẹp xuất sắc như này. Màu xanh nhé bà con nhé. Màu xanh váy màu đen thì rất là đẹp, máy móc ngon, nổ rất là êm, 7 chỗ ngồi để cho bà con chở mà tránh đi tránh mưa, tránh nắng rồi đi câu cá, đi chơi, đi chở đồ chở đạc. Bà con tháo ghế là chở hoặc là chở người vẫn rất là ok nhé. Đó, hiện tại máy móc nổ hoạt động rất là ngon và êm và đều, không có đung giật. Đấy, vừa em có rửa qua nước lã để lên đây quay cho bà con. Cái xe này trông giống như một cái xe hộp. Trông rất là đẹp, giống cái kiểu Kia Soul của thằng Hàn Quốc ấy. 7 chỗ ngồi nữa, cửa lùa, hai bên ở trên thì là cửa mở, còn bên dưới là cửa lùa nhé. Nên là rất là rộng rãi và sạch sẽ. Các bác có thể ngăn ra các bác làm xe bán tải cũng rất là đẹp, vừa hợp, phù hợp nữa. Nói chung là với động cơ 1.6 thì chiếc Fiat Doppler này nó chỉ tiêu hao nhiên liệu rơi vào khuôn tầm 7 lít đến 8 lít trên 100 km thôi. Vì đây là dòng 7 chỗ nhá. Và nó cũ rồi thì tầm 7 lít đến 8 lít trên 100 km, rất là tiết kiệm nhiên liệu thôi. Đó, có tin được không ạ? 7 chỗ ngồi mà giá chỉ có mấy chục triệu đồng thôi. Rất là đẹp nhá, keo chỉ zin không đâm va ngập nước, keo chỉ zin luôn, không hề đâm va. Đấy, sơn xi sạch sẽ, máy gầm chất điều hòa mát. Đấy, nội thất đẹp. Đấy. Thế thì quan điểm gì để chê một chiếc xe 7 chỗ ngồi mà giá có 6-8 triệu không ạ? Đấy. Giá trên đã bao rút hồ sơ và bao đăng kiểm mới tinh cho bà con cô bác. Quý cô bác, các bà con anh chị nào mà cảm thấy chiếc xe này nó vừa tiền với mình để tránh mưa tránh nắng, chở gia đình đi chơi hoặc là đi chở đồ chở đạc. Đấy, gọi là nói chung là tiền ít thì mà đòi đồ thơm thì nói chung là cũng hơi khó. Cái đấy thì mọi người ai cũng biết rồi đúng không ạ? Đấy, nhưng mà để mà nói một chiếc 68 triệu thì chiếc này em thấy là quá ok, quá đẹp luôn. Từ vần sơn xi nội thất đến máy gầm rất là ngon. Các bác đến đây chạy thử xem xe miễn phí nhá. Bên em có rất nhiều mẫu xe khác nhau để cho bà con lựa chọn. Và với giá tầm rẻ như thế này thì bà con hãy đến xem xe trực tiếp hoặc là liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để kiểm tra xem chiếc này nó như thế nào. Thì em có làm cái video chi tiết đây để bà con cùng ngắm nghía nó có đẹp hay không, nó vừa tiền hay không, và 68 triệu nó lổ ngon lành không, có máy móc nó làm sao không. Thì đây, hiện tại thì máy đang lổ, em vừa mới rửa nước nã thôi. Đấy, và đèn đóm sáng bóng này. Biển Thanh Hóa mới vào tên, người ta mới vào tên thôi, nhưng người ta vẫn chạy bình thường. Biển 5 số mới vào tên mà các bác ấy vẫn chạy bình thường mà bán lại cho bọn em. Hiện tại thì bọn em mua về đây để phục vụ cho bà con cô bác. Quý cô bác và con anh chị nào mà thấy thích thôi là lấy thôi. Chứ còn nói thật là cái dòng này thì phải có nhu cầu, chứ không phải ai cũng mua về đi chơi cả. Nhưng mà có một chiếc xe để tránh mưa tránh nắng chở. Đây là nếu mà ông nào mà canh ti được quả chở học sinh đi học, chở 6-7 đứa học sinh đi học cũng rất là ok nhá. Tháng kiếm đấy vài trăm, tiện chở cháu đi học xong rồi tháng kiếm vài trăm nữa. Quá ok, làm 10 người, 10 đứa trẻ con đi học là ok đấy. Rất là vui, câu chuyện vui thôi nhưng mà cũng đã có người làm rồi nhá. Buôn cá mập về chạy xe học sinh rồi. Dán cả ba con chim cánh cụt kia. Sơn xi sạch sẽ, không cần làm gì cả. Máy gầm ngon, điều hòa mát, nội thất đẹp. Đấy, keo chỉ zin, không đâm va, không ngập nước. Cam kết luôn nhé, chiếc này em cam kết luôn là không có đâm va ngập nước gì, bà con hoàn toàn yên tâm. Chắc bác, các bác không biết là tên là gì thì đây, xin đợi bà con này. Fiat Doppler này, Dop xong này, Doppler luôn. Đấy, chữ này chữ L nhé. Doppler động cơ 16 van LX. Đấy, bên này là phương hiệu của nó, Fi này, F-I-A-T, Fiat. Thế thôi, chẳng có gì cả. Chỉ việc đổ xăng vào chạy với giá tiền thì quá ok. Với mức giá là 68 triệu đồng, 7 chỗ ngồi cơ. Giờ chúng ta cùng khám phá nội thất chiếc xe xem thế nào. Chiếc đèn đón đằng sau, cánh cửa, các thứ rất là ngon nhé, sạch sẽ. Đây em bảo là cửa lùa thì em lùa luôn cho bà con này. Đấy, cửa lùa động rất là êm ái và mượt mà. Vừa hiện tại em có đi qua một tí nước thì chưa có lau dọn được thì trông nó hơi bẩn bẩn một chút. Nhưng mà đây là khoang nội thất của nó nhé anh em nhé. Nhìn đây. Đấy, nảy trần này các kiểu. Trần nỉ nguyên bản đấy, nắp đèn nét sáng chói đằng sau. Các bác nhìn này, chỗ ngồi đây. Đằng sau mà ba chỗ này, dưới này còn ba chỗ nữa là hai chỗ nữa là 5, trên này hai chỗ là 7 chỗ nhá. Đấy, rất là rộng rãi. Em sẽ cùng cái này có phải mở không nhỉ? Cái này chắc mở chìa khóa rồi. Cái này chắc mở chìa khóa. Thì
cửa lùa hoạt động bình thường. Đấy, hình như cái này lùa hai bên cửa luôn, lùa hai bên luôn nhé. Đây bà con nhìn này, đấy lùa rất là mượt mà, rộng rãi như này bà con này. Chở mấy anh em nào chở cơm hộp, chở các phụ tùng hay là chở cái gì cần thiết chở đấy, cái này thì quá ngon, nó vừa tiền lắm bà con ạ. Đây đấy, rất là rộng rãi và đẹp, keo chỉ zin này, sơn zin nằm trong sơn zin luôn đấy, rất là cứng cáp và đẹp, vừa tiền đấy, rất ngon nhé, không hề mất phân chỉ nào. Đây giới thiệu bà con cái xe rộng rãi đẹp như thế này mà giá chỉ có vài chục triệu đồng thôi, thì hãy liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu chiếc Fiat Doppler đời 2003 phiên bản số sàn, tên tư nhân biển Thanh Hóa, giá bao rút hồ sơ là chỉ có mấy chục triệu đồng thôi, 68 triệu. Này trên nước thì không, đây bà con nhé, nhìn này, ở bên trên này có cả đài này, có cả màn hình to to ở đây, không biết còn dùng được không. À, hoạt động bình thường đấy bà con nhé, đài màn hình các kiểu không biết nó có dùng được không. Nhưng mà các bác cái chế vào đây rất là đẹp, sạch sẽ. Đây điều hòa, đây số lùi, số 5 số tiến này, còn một số lùi, nội thất ghế bọc da mới cứng luôn, rất là đẹp, cứng cáp, với tầm tiền mà mình bỏ ra nó không nhiều, nó có mấy chục triệu được một chiếc xe nó 7 chỗ ngồi mà. Công việc chở đồ đấy bà con nhìn này, em chưa mở được em quay trong cho bà con này. Đấy gập ghế xuống hoặc là tháo ghế hai cái ghế sau ra thì bà con tha hồ mà chở đồ luôn. Đấy, liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe Fiat Doppler đời 2003 phiên bản số sàn, thương hiệu Ý sản xuất tại Việt Nam. Đồ đạc phụ tùng thì nhiều, dễ thay thế, dễ sửa chữa thôi, không có ngại gì đâu ạ. Đồ đạc phụ tùng dòng này rất là nhiều nhé. Anh em nào mà cần thì liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe này nhé. Sơn xi sạch sẽ, máy gầm ngon, điều hòa mát, nội thất đẹp, chẳng cần làm gì, chỉ cần đổ xăng thôi. Đó, em sẽ thử một vài vòng cho bà con xem cái có chạy được hay không nhé. Nói chung là chắc chắn là sẽ chạy được, thì vì người ta chạy từ trong nhà đây thì chẳng nhẽ run ra đây, đúng không ạ. Đây đây em sẽ cùng quay cho bà con luôn cái tiến trình chạy chiếc xe của bà con. Máy rất là bốc luôn nhé bà con nhé. Đấy, máy rất là bốc luôn, rất là ngon này, 7 chỗ ngồi mà chạy từ Thanh Hóa chạy về bà con ạ, không xi nhê gì cả. Đấy, rất là mượt mà nhé, chắc chắn nữa chứ. Nói chung là với tầm tiền 68 triệu 7 chỗ thì lấy con này lấy con gì, đúng không ạ bà con. Đấy, máy rất là ngon, cua quành ngọt nịm luôn. Đấy, gầm bệ chắc chắn, có cái một cái này cái gì kêu nhỉ. Đấy, rất là ngon bà con ạ. À, phanh hơi ướt một tí, em đã dừng ở tại đây và để quay cho bà con cái phần khoang máy động cơ xem chiếc này nó hoạt động ra làm sao chứ. Chứ còn cái tình trạng xe cộ như này mà điều hòa ngon như này. Đây, em bật điều hòa nhé. Ui, mát luôn bà con nhé, điều hòa mát luôn. Đấy, phím này là phím đèn xi nhan đôi. Đấy, chưa, hoạt động hoàn toàn bình thường hết tất cả chức năng. Cái này cái đèn gần đằng trước, đèn ra sau. Cái này cả kính điện, ôi kính điện bà con này. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Đấy, bên này cũng vậy này. Đấy, úi giời, rất là ngoan luôn. Keo chỉ zin, kính điện lên xuống hoàn toàn bình thường, điều hòa mát. Cam kết với bà con là mát buốt luôn nhé, chẳng cần phải làm gì. Nói chung là tình trạng này thì cứ việc đổ xăng thôi. Đây là cái gì đây, nhiệt độ. Em nghĩ là cái này là nhiệt độ gì em biết. Đấy, ngon lắm. Và chúng ta kiểm tra phần khoang máy động cơ xem chiếc này hoạt động, động cơ nó hoạt động làm sao nhé. Đây Fiat, đây thương hiệu Fiat này, Fiat Doppler. Giờ em sẽ cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ để xem tình trạng máy móc động cơ nó hoạt động làm sao. 7 chỗ ngồi mà cứ chạy được là ok rồi, nhưng mà hiện tại rất là ngon. Đây thì bà con về cứ đổ xăng và chạy thôi, cam kết là bà con luôn, chỉ 68 triệu đồng bên em sẽ bao đăng kiểm mới tinh cho bà con. Vâng, và đây là phần khoang máy động cơ của chiếc xe này. Bây giờ nó cũ rồi, nó lỗ hơi to hơn so với ngày mua mới là chắc chắn rồi. Cái quạt gió điều hòa nó luôn hoạt động thì nó sẽ tốt cho cái máy này, nó không bị thổi gioăng. Đấy, hoặc là mượt mà. Còn mà ngoài ra thì bên em có rất nhiều những mẫu xe khác nhau để bà con lựa chọn này. Sơn xi sạch sẽ, máy gầm ngon, điều hòa mát. Đấy, rất là nhiều dòng xe từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Liên hệ Khả Năng Ô Tô
Cảm ơn các bác quý anh chị cùng thời mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại.